Hôm nay đồ gỗ Hương Thịnh Phát xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khách hàng cùng mọi người và anh chị em mẫu Vân Thơ gỗ Cẩm Sương cao cấp gỗ Việt Nam nha quý vị. Sản phẩm này được bên em thiết kế và đục tay 100%. Kích thước của bàn thờ này là cao 1m27 và rộng 88, sâu 81. Gỗ Cẩm Sương này là màu nó hơi sầm sầm giống như là cái thường trâu nha quý vị nhé. Nếu như quý vị có nhu cầu hoặc là thắc mắc cái gì thì xin liên hệ với đồ gỗ Hương Thịnh Phát để được tư vấn và giá cả hợp lý. Bên em ngoài làm bàn thờ ống đĩa ra thì còn làm rất là nhiều đồ nội thất cao cấp như phòng thiết kế phòng thờ, bàn thờ gia tiên rồi sập thờ cho quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu thì xin liên hệ với đồ gỗ Hương Thịnh Phát. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại.